Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh Chuyện Hay Audio. Hãy like và đăng ký kênh để mình có động lực ra nhiều tập nữa nhé. mươi 321, Đèn Cạn Dầu Mi đầu nhịn không được mãnh liệt run run, Hoàng Phủ Thanh Thiên trong mắt lần thứ nhất sinh ra vẻ sợ hãi. Cái kia lôi điều khí tức khủng bố, đúng là để hắn lần thứ nhất cảm nhận được chính mình sinh mệnh thụ lấy uy hiếp. Cái này trước kia là chưa từng có, tức chính là lúc trước bị chắc phàm mãnh liệt đánh, hắn cũng chưa từng chân thật như vậy phát lên qua một tia sợ hãi. Chỉ vì trong lòng của hắn rõ ràng, địa mạch long hồn hội một mực thủ hộ lấy hắn hắn là thiên mệnh sở quy không có khả năng bị một phàm nhân đánh bại nhưng là bây giờ chạy mau u vũ sơn ba người tựa hồ cũng ý thức được lúc này khác biệt lúc trước cái này lưu điều là thật có thể phá hủy hết thầy tồn tại liền xem như bọn họ lục long nhất phượng dính vào cũng nhất định thịt nát xương tan sau đó hét lớn một tiếng ào ào hướng bên cạnh thoát đi lại cũng là bình sinh lần thứ nhất bỏ xuống lão đại bọn họ hoàng phủ thanh thiên đường ai nấy đi thế nhưng là hết thầy đã muộn, bọn họ còn không có chạy ra ngoài 100 mét có hơn. Cái kia lôi điểu đã là quạt bạo ngược hai cánh, trực tiếp vọt tới Hoàng Phủ Thanh Thiên trước mặt. Trong mắt không khỏi hung hăng co lại co lại, Hoàng Phủ Thanh Thiên trong lòng hoảng hốt, đối mặt với cái này giống như hủy thiên diệt địa khí thế, đột nhiên trong mắt ngưng tụ, hét cắn môi, hét lớn lên tiếng, biến hóa, địa long trào. Vừa dứt lời, nhưng gặp kim quang lóe lên, hắn toàn bộ cánh tay phải tại từng đạo tiếng long ngâm bên trong, bỗng nhiên phát ra hào quang hồng ánh nhưng cũng ngay một khắc này cái kia lôi điểu đã là đụng một tiếng vọt tới trước mặt hắn tàn phá bờ bãi tử lôi đem chỗ đi qua hết thảy đều oanh sát thành bột mị oanh một tiếng vang thật lớn nổ tung cả mảnh trời hư không bỗng nhiên chiếu thành một mảnh tử sắc tử sắc lôi mang cũng theo bạo hưởng ở trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán ra đến cường đại ba động làm cho còn chưa chạy ra bao xa u vũ sơn ba người cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi nhất thời chính là trọng thương tại thân ngã xuống đất không dậy nổi cái kia giam cầm chắc phàm vô hình kết giới cũng vào lúc này run rẩy kịch liệt 365 vị thiên huyền cao thủ đúng là lần đầu tiên cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt cũng cấp tốc quẩy quẩy lên thấy tình cảnh này mọi người bất giác hoảng hốt cái này lục long nhất phượng chính là thiên huyền cảnh bên trong nổi bật thực lực siêu quần tuy nhiên lại lại ngăn không được cái này lôi điều va chạm phát ra dư âm cái này tiểu chu thiên trận chính là liền thần chiếu cao thủ đều khó mà tùy tiện dung chuyển kết giới lại là tại cái này lô điểu từ lôi tàn phá bờ bãi dưới, làm cho hơn 300 vị mắt trận chỗ thiên huyền cao thủ cùng nhau trọng thương. Có thể thấy được, cái này lô điểu uy lực cường hạn đến mức nào. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là nhìn về phía cái kia khói lửa bụi mù chỗ, song đồng nhịn không được địa đại mở to, cho dù là đế vương môn mọi người, lúc này cũng cuối cùng khó có thể nhẫn nại ở lo lắng chi tâm, trên đầu chảy ra một tầng mồ hôi lạnh tới. Không ai từng nghĩ tới, chắc phàm chiêu này thế mà cường đại đến tình trạng như thế, liền bị liên lụy người đều là kết quả như vậy cái kia bị chính diện đánh trúng hoàng phủ thanh thiên như thế nào thảm cảnh đâu kết quả là mọi người tâm đều nhanh nhấc đến cổ họng nhi bên trong chăm chú nhìn chỗ đó không thả phốc chắc phàm phun ra một ngụm máu tươi trên thân lôi mang đã là dần dần tán đi sắc mặt một trận trắng xám cưỡng ép đem tất cả từ lỗi tụ tại trong vòng một chiêu đem một cái huyền giai vũ kỹ cứ thế mà để cao đến địa giai vũ kỹ uy lực chuyện này về hắn thân thể gánh vác cũng là cực nặng hắn hiện tại cường độ thân thể còn không thích hợp tu luyện địa giai vũ kỹ bằng không hắn sớm liền bắt đầu tu luyện lúc này vì chiến thắng hoàng phủ thanh thiên nhưng bây giờ là nghiêng tận chính mình tất cả lực lượng đem chính mình bước đến tuyệt cảnh cho nên tại đèn cạn giàu cấp độ có thể nói chắc phàm hiện tại lực lượng so với bình thường đoán cốt cảnh tu giả cũng vạn vạn không bằng tại chỗ này chỗ nguy hiểm thú vương sơn cho dù đánh giết hoàng phủ thanh thiên cũng sẽ đem mình bước đến khắp nơi hiểm cảnh cấp độ thế nhưng là hắn lại không thèm để ý lúc này hắn chỉ có một cái mục đích hoàng phủ thanh thiên mệnh về phần hắn rốt cuộc không suy nghĩ nhiều ánh mắt hơi hơi mị mị chắc phàm hít sâu một hơi kéo lấy phí thời gian tốc độ chậm rãi hướng cái kia bụi mù tràn ngập chỗ rời đi toàn thân cao thấp bởi vì tử lôi bạo ngược đã tràn đầy vết thương rất nhiều nơi càng là bạch cốt âm u đều lộ ra có tới hai mươi chỗ trở lên xa xa nhìn lại quả thực cũng là tu la địa ngục bên trong đi tới ác quỷ u vũ sơn ba người xa nhìn hắn đi tới lại là giật mình trong lòng kinh hãi muốn phải thoát đi lại là hơi chút nhích người, liền nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, trọng thương tại thân, rốt cuộc chuyển không nửa bước. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy ác ma kỳ hệt, từng bước một hướng bọn họ đi tới. Đáng chết, cái kia 300 người nghe lấy, tranh thủ thời gian rút lui kết giới, cứu chúng ta ra ngoài, dọa đến hàm răng run rẩy, U Vũ Sơn không khỏi hướng ra phía ngoài giống to lên tiếng. Nghiêm bán quỷ cùng lâm toàn phong nghe đến, cũng là vội vã giống to lên tiếng, nhanh mở kết giới, nhanh mở kết giới bộ kia thất kinh bộ dáng quả thực cũng là có hồng thủy mạnh thú sau lưng bọn họ tới gần nhanh đem bọn hắn hoảng sợ nước tiểu một dạng trần quốc thạch trước mọi người nhìn lấy đây hết thảy không còn gì để nói nguyên lai like cái gọi là lục long nhất phượng cũng giống như bọn hắn sống chết trước mắt tham sống sợ chết a à, một chút khí khái đều không có vốn là trên bầu trời dưới các gia tộc đối ngự hạ thất gia đều là kính sợ có phép tôn thờ đồng dạng nhưng là cái này bách ra tranh minh bên trong đánh với chắc vào một trận lại là khiến cái này cao cao tại thượng ngự hạ gia tộc con cháu từng cái làm trò hề uy phong kết hết cho nên tại còn lại gia tộc lại nhìn về phía ngựa hạ thất ra phương hướng lúc trong mắt kính nghi đã là tiêu tán hơn phân nửa nhưng xem xét lại lạc ra lại là âm thầm gật đầu trong lòng một trận kính nể lần này đại chiến bên trong lạc ra mọi người biểu hiện bọn họ đều nhìn ở trong mắt kính nể ở trong lòng riêng là làm lạc nhà đại biểu thanh niên quản gia chắc phàm càng là hiện làm ra một bộ không sợ cường quyền dám cao bằng trời bá khí, cái này không khỏi càng thêm để bọn hắn kích động dị thường, nhiệt huyết sôi trào. Nhưng hỏi ai trong lòng không có anh hùng mộng, ai không muốn phản kháng ức hiếp trên đầu cường quyền? Nhưng là bọn họ không dám, chỉ có chắc phàm thay bọn họ thực hiện nguyện vọng này, lấy ta lưu gia tộc đệ tử thân phận, bạo ngược bảy nhà cao thủ, riêng là luôn luôn hung hăng càn quấy, còn có thiên mệnh sở quy vương giả chứng minh địa mạch long hồn hoàng phủ thanh thiên, tức thì bị chắc phàm lần lượt đánh bại để tại chỗ tất cả mọi người không khỏi kích động không thôi. Nguyên lai, like, liền xem như thiên mệnh chỗ thụ phương quyền cũng không phải vô địch, như cũ có thể bị chắc phàm dạng này tam lưu gia tộc đệ tử, lấy thấp đánh cao, kéo xuống vương tọa. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía chắc phàm cái kia suy yếu thân thể, đúng là sinh ra một cỗ lòng kính trọng, cho dù là ngự hạ thất gia phụ thuộc gia tộc, nhìn về phía hắn ánh mắt cũng phát sinh biến hóa. Lãnh vô thường nhìn mọi người liếc một chút, thủ hạ ria mép bất giác một nắm chặt, nhịn không được nắm chặt dưới một cây nhưng là hắn lại như còn chưa phát giác đồng dạng chỉ là mi đầu đã lào vạn thành một cái vấn đề phương thu bạch đồng dạng quét mọi người lướt một chút khóe miệng lại là xẹt qua một đạo không hiểu nụ cười cái này chắc phàm đánh bại hoàng phủ thanh thiên nhất chiến thật là không thể coi thường bảy nhà uy nghiễm vậy mà tại một hơi ở giữa đánh mất hầu như không còn nếu là bệ hạ biết tin tức này lời nói nhất định sẽ vui mừng quá đỗi vốn là hoàng đế chỉ muốn để chắc phàm cắt giảm một chút đế phương môn như mặt trời giữa chưa tình thế nhưng vạn vạn không nghĩ đến chắc phàm vượt mức hoàn thành nhiệm vụ đúng là để đế vương môn uy nghiêm đại giảm đối với ngày sau trấn áp bảy nhà thì càng có lợi hơn phương thu bạch bật cười lớn nhìn về phía trấn quốc thạch phương hướng hơi hơi gật gật đầu coi như cái này hoàng phủ thanh thiên có địa mạch long hồn cái này vương giả biểu tượng lại như thế nào bị làm lấy nhiều người như vậy mà đánh bại chỉ sợ cũng lại không vỗ bạo loạn năng lực không cho phép mờ thế mà ngay tại phương thu bạch trên mặt nụ cười còn chưa tiêu tán lãnh vô thường chờ đế vương môn cao tầng cũng là một mặt ngưng trọng nhìn về phía chung quanh những cái kia phụ thuộc gia tộc lúc trên chiến trường đằng đẵng bụi trong sương mù một đạo quát lạnh lại là đột nhiên vang lên két chắc phàm tiến lên thân thể nhịn không được đón đến trên mặt biến ảo không ngừng chậm rãi ngẩng đầu lên trong mắt một mảnh kinh nghi u vũ sơn ba người cũng là không thể tin nhìn lấy cái kia gắt bụi tràn ngập bên trong chậm rãi xuất hiện đạo thân ảnh kia trên mặt bỗng nhiên hiện ra vui mừng đại công tử hắn còn chưa có chết cái này sao có thể trong mắt nhịn không được co rụt lại phương thu bạch bất giác đầy mặt hoảng sợ ăn mạnh như vậy một chiêu tiểu tử này liền xem như thần chiếu cao thủ cũng nên mất mạng sao lại thế Các bụi dần dần tán đi lộ ra bên trong đầy người máu tươi hoàng phủ thanh thiên tại từng ngụm từng ngụm thở hồn hển mà hắn một cái tay phải lại là hoàn toàn biến thành uyển như vốt rồng một dạng quái vật hình thái cũng chính là một chảo này đem chắc phàm cái kia hủy thiên diệt địa một chiêu đều đỡ được biến hóa trong mắt nhịn không được co rụt lại phương thu bạch cùng trác phàm cùng nhau kêu lên sợ hãi trên mặt đã là chấn kinh đến tột đỉnh biến hóa là đem linh thể cùng bản thân thân thể kết hợp thông qua đặc thù tu luyện công pháp hòa là chân trình mạnh thú hình thái trung cực tuyệt học mà hoàng phủ thanh thiên thân có địa mạch long hồn một khi biên hóa vậy liền cùng chân long không khác hiện tại hoàng phủ thanh thiên tuy nhiên chỉ có một cái long trào nhưng là không thể phủ nhận là đây chính là một cái tránh thức long trào địa long chi trào trình độ chắc chắn cho dù là lục phẩm linh binh cũng không thể đánh đồng. Cái này sao có thể? Coi như đạt đến hóa hình chi cảnh, đó cũng là đem cửu long kim cương thân luyện đến cực cảnh sau sự tình. Hắn chỉ luyện đến đệ nhất trọng, làm sao có thể sẽ đạt đến biến hóa tầng thứ? Phương Thu Bạch không thể tin nói. Coi như năm đó Thiên Vũ Khai quốc hoàng đế cũng không có biến hóa qua. Thật dài duyệt khẩu khí, lãnh vô thường gặp hoàng phủ thanh thiên không có việc gì, lại nhìn Phương Thu Bạch liếc một chút, bỉm cười nói, ha ha ha, đây chính là tư chất vấn đề trong mắt nhịn không được co rụt lại phương thu bạch không khỏi càng thêm hoảng sợ thất sắc chẳng lẽ nói cái này hoàng phủ thanh thiên tư chất thật biến thái đến tình trạng như thế còn chưa đem địa giai vũ kỹ cửu long kim cương thân luyện thành liền có thể đạt đến hình thái cuối cùng biến hóa trình độ vậy nói như thế hắn thật đúng là lớn nhất nhân vật nguy hiểm chỉ sợ chờ hắn đem cửu long kim cương thân sau khi luyện thành liền cổ tam thông đều không phải là đối thủ của hắn đến lúc đó cũng là đế vương môn chính thức hướng hoàng thất tuyên chiến ngày Tự hồ nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng lãnh vô thường cũng không nói nhiều chỉ là nhìn về phía trấn quốc thạch chỗ nhạt cười ra tiếng nhìn tới tránh thức thắng bại hiện tại đã phân ra tới hư không nói gì nữa hoàng phủ thanh thiên đạp chân xuống liền bỗng nhiên hướng chắc phàm phóng đi trong nháy mắt đi vào trước mặt hắn nhất chảo đánh ra trong mắt bất giác ngưng tụ chắc phàm không khỏi quá sợ hãi muốn tránh né lại là không có cách nào hắn thân thể đã suy yếu đến không dư thừa mảy may lực lượng bất quá hắn vẫn là khẽ cắn môi tụ đứng dậy lên một điểm cuối cùng lực lượng nhất chảo đánh ra mà sát tam tuyệt thức thứ hai quỷ long chảo giống một tiếng long ngâm thét dài giữa trời nhưng lại là đột nhiên ở giữa im bặt mà dừng quay đầu nhìn qua lại chính gặp hắn cái kia nhất chảo đã bị hoàng phủ thanh thiên long chảo vững vàng nắm trong tay không thể lại cho ngươi bất cứ cơ hội nào trong mắt tinh quang chớp động hoàng phủ thanh thiên tựa hồ là bị chắc phàm vừa mới chiêu kia bị dọa cho phát sợ nhìn về phía trác phàm ánh mắt cũng không còn là lúc trước như thế cuồng ngạo không bị trói buộc ngược lại có chút lo sợ cùng sợ hãi trác phàm là cái thứ nhất để hắn đánh cho như thế run như cầy sấy người cho nên hắn cũng là lần đầu tiên đem hết toàn lực chiến đấu tuy nhiên hắn cũng có thể cảm nhận được trác phàm hiện tại khí tức đã yếu tới cực điểm đến đèn cạn dầu cấp độ nhưng là đối mặt trác phàm hắn cũng đã không thể phớt lờ chỉ cần trác phàm còn có một hơi cái kia chính là nhân vật nguy hiểm a à, gầm lên giận dữ hoàng phủ thanh thiên giống như điên cuồng thủ hạ vừa dùng lực nhưng nghe xoẹt một tiếng chắc vào một đầu cánh tay phải toàn bộ bị cứ thế mà xé rách xuống tới đỏ tươi dòng máu như suối trụ giống như phun ra lạc vân thường chờ chúng nữ gặp không khỏi hoảng hốt thét lên hai mắt đẫm lệ mông lung song đồng bất giác một lồi chắc phàm trên đầu nhất thời mồ hôi lạnh ứa ra sắc mặt cũng bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo thế nhưng là hắn lại kẻ cắn môi sau lưng lôi vân rực hóa thành một đạo dao nhọn lần nữa hướng hoàng phủ thanh thiên đâm tới tuy nhiên cái này đã là ổng công chương 322, bại trận bỏ chạy đinh kim loại giao kích thanh thúy tiếng vang vang vọng bên tai lôi vân rực sắc bén kia đâm một cái bị hoàng phủ thanh thiên dễ dàng bắt tại long chảo phía trên từng ngụm từng ngụm thở phì phò hoàng phủ thanh thiên cầm chặt không thả hai mắt chăm chú nhìn chắc phàm song đồng chắc phàm cũng là chăm chú nhìn hắn trong mắt kinh nghi bất định cái kia lôi vân rực ra sức rút rút lại là làm sao cũng rút không nổi ta nói qua sẽ không lại cho ngươi bất cứ cơ hội nào mi đầu hơi hơi run run động một cái hoàng phủ thanh thiên trên mặt một đạo tàn nhẫn lóe qua tay phải bỗng nhiên kéo một cái lại là xoẹt một tiếng chắc phàm một mảnh lôi vân rực toàn bộ bị xé nứt xuống tới cuồn cuộn dòng máu theo chắc phàm sau lưng ngăn không được phun ra chắc phàm trên đầu mồ hôi lạnh ngứa ra chân cái kế tiếp lảo đảo trực tiếp té ngã trên đất sau lưng đau đớn lạnh hắn sắc mặt trong nháy mắt rất trắng lên nhưng là hắn nhưng như cụ cắn răng không hừ một tiếng a à, lạc vân thường giật mình đã là dọa đến hết to lớn tiếng hai nước mắt ngăn không được địa tuyền tuôn ra xuống bọn người nữ cũng là nhẹ nhắm mắt nghiêng đầu đi không dám nhìn nữa chỉ là cái kia mỹ lệ lông mi lại sớm đã ướt nhẹp chắc phàm đau đến toàn thân co rút lẻ lo chơi trọi một nắm đấm chăm chú nắm lại muốn đứng dậy lại là ba một tiếng hoàng phù thanh thiên một chân đã là chỉnh chỉnh dẫm tại hắn một cái khác lôi vân rực lên nhìn dùng hương hắn cái kia hung tàn long chảo chậm rãi nâng lên trong mắt một mảnh màu sắc trang nhã. Kế hoạch hoàn thành, tiểu tử này đã lật không trời. Lãnh vô thường khẽ vuốt tròm dâu, thở dài một hơi, nhưng là trên mặt vẫn là một trận hồi hộp, bất quá nguy hiểm thật à. Không nghĩ tới tiểu tử này thủ đoạn quỷ dị như vậy phong phú. Nếu là đại công tử không có một chiêu cuối cùng này bảo mệnh tuyệt học, đoán chừng hết thảy việc công thất bại không nói. Đế vương môn uy nghiêm cũng đem hoàn toàn quét giá, những cái kia phụ thuộc gia tộc đối đế vương môn kính nể, đem cũng không còn trước kia. Quay đầu nhìn một chút, những cái kia quan sát mọi người khi nhìn đến chắc phàm bị gãy mất một tay một cánh về sau cái kia gần như chỗ chết tình cảnh trừ mặt mũi tràn đầy lo lắng bên ngoài chính là ngăn không được ai thán phảng phất tại nói cùng đế vương môn đấu cùng thiên mệnh đấu quả nhiên không có kết cục tốt à lãnh vô thường hài lòng gật đầu thở dài một hơi hắn muốn cũng là tại chỗ tất cả mọi người loại này quy phục cảm giác ra các trường phong mắt lạnh nhìn đây hết thảy lại là có chút tiếc rẻ lắc đầu ai đáng tiếc lấy tiểu tử này năng lực nếu là không có nhiệt huyết hướng đầu, mất lý trí. Cái này thắng bại vẫn là 5 năm số lượng đâu. Ha ha ha, thừa tướng đại nhân, cái này cũng không giống như là ngày tác phong làm việc à. Trên đời này nào có cái gì nếu như có thể nói, hết thảy bại trận đều chẳng qua là tự chịu diệt phong mà thôi. Cười nhạt một tiếng, lãnh vô thường nhìn về phía gia cát trường phong khoan thai lên tiếng. Vuốt khẽ một chút tròm dâu, gia cát trường phong trong mắt tinh quang lóe lên, khẽ cười nói. Lão Phu chỉ là tiếc thiếu niên này chi tài, như thế vẫn lạc thực đang đáng tiếc đương nhiên cái này là trinh hắn một tay tạo thành cũng không gì đáng trách thừa tướng đại nhân nói cực phải tự gây nghiệt không thể sống chúng ta những thứ này mưu sĩ người tối kỵ nhiệt huyết choáng váng đầu óc không phải vậy thì thật sự là tự chui đầu vào dọ Cái phút càm, lãnh vô thường cùng ra cát trường phong lẫn nhau nhìn một chút về sau cùng nhau cười to lên mà trên chiến trường cái kia đạo màu xám hư ảnh nhìn lấy đây hết thảy lại là một trận khẩn trương trong lòng mâu thuẫn chắc phàm cùng hoàng phủ thanh thiên trong hai người hắn chỉ muốn chọn một thực lực mạnh nhất mang đi nhưng là hai người thực lực tựa hồ tại sàn sàn với nhau so sánh với nhau chắc phàm tiềm lực càng lớn rất nhiều nhưng là bây giờ hiển nhiên chắc phàm đã bại lập tức liền muốn bị hoàng phủ thanh thiên giết hắn đến cùng muốn hay không xuất thủ cứu giúp đâu ai thật sự là lưỡng nan a à? cái bóng mà kia một trận ai thán thiên hạ thống khổ nhất sự tình không phải bá nhạc tìm không thấy thiên ly mã mà chính là hai thớt thiên lý mã người đều ưa thích lại chỉ có thể tuyển một thớt thật sự là xoắn suýt a à. có điều rất nhanh cái kia hư ảnh liền thở dài dường như hạ quyết định cái gì quyết tâm giống như không tiếp tục để ý nếu là hắn tối cường giả cái nguyên tắc này không thể biến coi như chắc phàm tiềm lực lại lớn bại cũng là bại coi như lại ưu tú hắn cũng sẽ không lại thương tiếc ôi 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 bốn mắt nhìn nhau chắc phàm cùng hoàng phủ thanh thiên hai người đều là từng ngụm từng ngụm thở hồn hển hai trong mắt người cũng đều là vô tận sát ý tuy nhiên bọn họ hiện tại đều đã nguyên lực kiệt quệ trọng thương tại thân nhưng là rất hiển nhiên chắc phàm lại là càng thêm suy yếu nhiều chắc phàm ngươi dạng này tồn tại đối bổn công tử thật sự là cái uy hiếp lớn lao hôm nay phải chết hoàng phủ thanh thiên run run tay phải cái kia long trào ánh mắt chậm rãi để mắt tới chắc phàm vị trí trái tim ánh mắt khẽ hít một cái chắc phàm cánh tay phải cùng sau lưng vị trí máu chảy dâng trào sắc mặt cũng cực kỳ trắng bệch nhưng là hai cái trỏng mắt nhưng như cũ sát y ngập trời hoàng phủ thanh thiên ngươi dám hướng ngưng nhi ra tay lão tử tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi há phải không bất quá ngươi bây giờ bị bổn công tử dẫm tại dưới chân lại như thế nào không buông tha bổn công tử bất giác suy cười một tiếng hoàng phủ thanh thiên khinh miệt nhìn về phía trác phàm chế nhạo lên tiếng nhưng là đột nhiên hoàng phủ thanh thiên lại là chồng mắt ngưng tụ trong lòng bỗng nhiên lóe qua một đạo bất an bởi vì hắn thấy rõ trác phàm hai mắt bên trong cũng không có ý chết mà chính là giống như thời khắc chuẩn bị lật lên cắn xe đối thủ mạnh thu giống nhuếnh mắt tiểu tử này lại còn có đấu trí nghĩ tới đây hoàng phủ thanh thiên trong lòng bất an càng sâu chỉ cần chắc phàm còn không tắt thở coi như chém đứt hắn tư chi cũng là cực kỳ nhân vật nguy hiểm kết quả là giống to một tiếng phát ra hoàng phủ thanh thiên làm ra toàn thân lực đạo vung lên long trảo bỗng nhiên hướng chắc phàm vị trí trái tim cắm tới a à, lại là rít lên một tiếng vang lên lạc phân thường chờ nữ đã là gấp đến độ không dám nhìn nữa vương thu bạch mấy người cũng là tròng mắt ngưng tụ trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng chắc phàm vừa chết thì đại biểu đế phương môn toàn diện thắng lợi sau này khi thế đem cường thịnh hơn tiểu tử người tuyệt đối không thể chết phương thu bạch nội tâm đã là nhịn không được hò hét lên tiếng Công minh thần đồng tầng thứ hai phá không thế mà ngay tại hoàng phủ thanh thiên nhất chảo vô xuống lúc chắc phàm phải đồng từ bên trong đột nhiên lóe qua hai đạo màu vàng vầng sáng bỗng nhiên một trận không gian ba động bỗng nhiên thẳng tắp bắn ra giờ này các này hai người trực diện tương đối nếu là hoàng phủ thanh thiên một chảo này không đình chỉ lời nói hắn là có thể đem chắc phàm trái tim bắt rơi nhưng là chắc phàm phá không cũng có thể để bộ ngực hắn xuyên cái hàng lớn chính là nhất mệnh đổi một mạng tối tuyệt chiến pháp thế nhưng là chắc phàm thể nội còn có huyết anh tại chỉ cần có huyết anh khống chế toàn thân hắn huyết mạch coi như không có trái tim hắn cũng sẽ không bỏ mình cứ như vậy liền trở thành trọng thương hoán mệnh đấu pháp đương nhiên điểm này hoàng phủ thanh thiên hoàn toàn không biết thế nhưng là cho dù nhất mệnh đổi một mạng hắn cũng hoàn toàn không muốn rơi vào kết cục này sau đó tại cái kia trận ba động phát lên về sau hoàng phủ thanh thiên liền bỗng nhiên giật mình vô ý thức hướng bên cạnh né tránh cái kia mãnh liệt nhất chảo cũng là thuận thế cắm và chắc phám bên người thổ địa bên trên hai người đều là không có có chí mạng thương tồn bất quá cái kia đạo phá không uy lực khoảng cách chỉ là hơi chút ma sát đến hoàng phủ thanh thiên cánh tay trái vị trí liền trong nháy mắt đem hắn một khối thịt tươi triệt để đánh cho một mảnh hư vô cuồn cuộn máu tươi bỗng nhiên phun ra trong mắt không khỏi ngưng tụ hoàng phủ thanh thiên căn bản không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì cái kia đạo phá không ba động đã là thoáng chốc bắn hướng về bầu trời kết giới đỉnh đầu oanh tự như bầu trời bị xuyên phá một cái động lớn một dạng cái này sáu cấp trận thức tiểu chu thiên trận nhất thời ầm vang vỡ vụn ra cái kia 365 tên thiên huyền cao thủ lấy tự thân là trận nhãn bố trí đại trận tánh mạng tướng tu lúc này đại trận một phá lại là đột nhiên cùng nhau cuồng thổ máu tươi hai mắt khẽ đảo trắng triệt để không có khí tức cái này đây là có chuyện gì không khỏi ngơ ngơ ngẩn ngẩn hoàng phủ thanh thiên nhìn lấy mình bị chỉnh chỉnh tề tề cắt đứt xuống vết thương còn có cái kia mái phòng đại trận biến mất lại là triệt để mắt trận tròn hắn thậm chí đều hoàn toàn không biết vừa mới đến tột cùng phát sinh cái gì chỉ là có chút ý thức được tự hồ chắc phàm vừa mới đánh lén hắn thế nhưng là chỉ là một cái nhỏ nhỏ đánh lén mà thôi tại sao có thể có như vậy uy lực chắc phàm gặp này cũng là hận đến cắn răng thế mà không thể đem tiểu tử này xử lý bất quá nhất kích không thành chắc phà minh bạch lấy hoàng phủ thanh thiên chú ý cẩn thận không bao giờ còn có thể có thể cho hắn cơ hội thứ hai hiện tại hắn sau cùng cất giấu một chiêu cũng tất cả đều xuất ra lại cũng không có cái gì chiêu số có thể đánh hoàng phủ thanh thiên một trở tay không kịp xem ra chỉ có thể dùng sau cùng một kế hư lãnh vô thường muốn không đến cuối cùng vẫn là người ta trí kế lên đọ sức bất quá coi như người thần toán vô địch cũng tuyệt đối không ngờ được ta cái này sau cùng thủ đoạn vừa nghĩ đến đây chắc phàm trong mắt lóe lên một đạo ngoan sắc thân thể bỗng nhiên kéo một cái bất giác thống khổ giống to lên tiếng đã là đem bị hoàng phủ thanh thiên chân đạp một cái khác lôi vân rực cho kéo đứt hoàng phủ thanh thiên giật mình thầm kêu không tốt hỏng bét tiểu tử này muốn chạy ấy sau đó không nói hai lời một cái long chảo hung hăng hướng chắc phàm vị trí hiểm yếu cắm tới ấy thế nhưng là đúng vào lúc này dư một tiếng chắc phàm đột nhiên biến mất bóng người chính là dùng ra không minh thần đồng đệ nhất trọng thay hình đổi vị lúc này không có kết giới hạn chế chắc phàm là chân chính trời cao mặc chim bay biển rộng mặc cá nhảy ai cũng cản không hắn. hắn vốn là cái này không minh thần đồng tầng thứ hai phá không liền có phá trận chi công dùng để đền bù đậy nhất trọng thiếu hụt chắc phàm ngãi từ đầu chưa hề dùng tới đến chỉ là bởi vì hắn không muốn chạy trốn mà thôi hắn chỉ muốn tự tay đem hoàng phủ thanh thiên tuyệt sát kết giới này tuy nhiên vây khốn hắn nhưng cũng đồng thời vây khốn hoàng phủ thanh thiên đúng không dù sao cái kia chạy thời điểm hắn luôn luôn có biện pháp thế nhưng là điểm này hoàng phủ thanh thiên không ngờ rằng liền xem như thần toán tử lãnh vô thường cũng không ngờ tới đến tột cùng là bọn họ tính kế chắc phàm vẫn là chắc phàm tính kế bọn họ điểm này hiện tại ai cũng làm không rõ rõ siêu ô ô lại là lóe lên một cái chắc phàm đã là đi vào ngoài ngàn mét trong tay giới chỉ lôi mang lóe lên tức nhi nhất thời bay ra ngoài hai chảo một chảo liền đem chắc phàm thân thể bắt lấy hướng nơi xa bay khỏi mà đi đi, mà cũng ngay một khắc này Chắc phàm suy yếu hai mắt tối đen, triệt để ngất đi. Đi, Hoàng Phủ Thanh Thiên còn muốn truy, nhưng là đi chưa được mấy bước, lại là một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra. Nhìn lấy chính mình cánh tay trái vị trí khối kia chỉnh tề chỉnh vết thương tại cuồn cuộn chảy máu, lại nhìn về phía mặt đất thì biễu khắp nơi, máu chảy thành sông tràng cảnh. Bọn họ mang vạn người chi chúng, nỗ lực lớn như thế đại giới, còn không thể đem chắc phàm lưu lại, lại là nhịn không được nộ hống lên tiếng. Trấn Quốc Thạch trước, Phương Thu bạch bọn người bất giác thở dài ra một hơi, liếc nhìn nhau đều là yên tâm lại, nghĩ không ra tiểu tử này còn cất giấu một chiêu này đến sông ra vòng vây, thật sự là đem bọn hắn dọa sợ. Ờ, mà lãnh vô thường cũng là bất giác ngơ ngơ ngẩn ngẩn, thở dài. Tiểu tử này thật sự là so lão phu tưởng tượng còn muốn giảo quyệt được nhiều a à? a. À, lãnh tiên sinh, xem ra tiểu tử này mệnh không có đến tuyệt lộ, ngài tính kế triệt để thất bại a. Ha ha ha. A a. ra Cát Trường Phong quay đầu liếc hắn một cái, cười khẽ một tiếng lãnh vô thường trong mắt hơi hít chậm rãi lắc đầu tuy nhiên sắc mặt không tốt nhưng vẫn như cũ bình tĩnh ổn trọng nhận được thừa tướng đại nhân quan tâm tiểu tử này năng lực là vượt qua lãnh mẫu đoán trước rất nhiều nhưng là điểm này lãnh mẫu từ lâu làm tốt hoàn toàn kế sách hiện tại hắn đã trọng thương tại thân phía dưới một tấm lưới nhất định đem hắn một lần hành động cầm xuống ắng há lãnh tiên sinh cũng đừng quá tự tin tiểu gia hỏa này thế nhưng là cái có thể tùy thời sáng tạo kỳ tích hạng người a ha 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 a a Gia Cát Trường Phong không khỏi suy cười ra tiếng, lãnh vô thường thở sâu, không nói gì, chỉ là nhìn về phía Trấn Quốc Thạch bên trong ánh mắt, càng thâm thúy hơn lên, tựa hồ còn có cái gì diệu kế đang tiến hành đồng dạng ngựng. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.